Tỷ tỷ đạp gió lộ kết quả chung kết, netizen xốp ngang khi thấy thứ hạng Chipu Ella chơi xấu Amber. Vị trí chung cuộc của Chipu tại Tỷ tỷ đạp gió dậy sóng 2023 thu hút sự quan tâm của khán giả, nhất là khi netizen truyền tay nhau một bảng xếp hạng nghi lộ kết quả. Sự xuất hiện của Chipu trong chương trình Tỷ tỷ đạp gió dậy sóng 2023 khiến cộng đồng fan hâm mộ Việt Nam xôn xao. Ngay từ những tập đầu tiên, Chipu đã để lại ấn tượng tốt với khán giả quốc tế khi thể hiện được tài năng và bản lĩnh sân khấu. Đặc biệt, màn xé váy và đu dây của Chipu trong các sân khấu gần đây khiến nhiều người yêu thích. Trong suốt nhiều phần thi, netizen xứ Trung nhận xét Chipu giữ vững phong độ vững vàng, an toàn lọt vào top thí sinh có tiềm năng chiến thắng. Tại vòng công diễn 3, Chipu bất ngờ tụt xuống hạng 9 khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên mới đây, Chipu đã nhận được tín hiệu đáng mừng khi vọt lên hạng 4 với 182 lượt bình chọn từ người xem. Đây là thứ hạng cao nhất của Chipu kể từ đầu chương trình đến hiện tại. Vị trí của Chipu chỉ xếp sau Ella, Trần Gia Hoa, Maria và Chu Châu. Thậm chí Chipu còn có thành tích cao hơn chị đại Tạ Na, trong khi một nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc Cho Jae-yoon phải ra về. Như vậy, chỉ còn ít tập nữa các chị đẹp sẽ bước vào đêm thi chung kết và kết thúc chặng hành trình của mình tại show. Hiện tại, vị trí của Chipu trong chương trình khiến người xem thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, nữ ca sĩ gốc Việt cần cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn chiến thắng ở vị trí cao hơn. Trong lúc không khí đêm chung kết cận kề, trên mạng xã hội xứ Trung, cộng đồng mạng bất ngờ truyền tay nhau một tờ danh sách được cho là bảng xếp hạng của đêm chung kết, trong đó người dẫn đầu mùa thi năm nay không ai khác ngoài Ella Trần Gia Hoa. Theo sau Ella Trần Gia Hoa là nữ ca sĩ đến từ Nhật Bản được rất đông khán giả yêu thích, Maria. Vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng này thuộc về Chipu, đại diện đến từ Việt Nam. Nhiều khán giả vừa bày tỏ sự phấn khích vừa nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy của bảng xếp hạng trên. Nếu thực sự Chipu có thể giành chiến thắng ở vị trí thứ 3 chung cuộc thì chính là thành tích đáng để của cô gái người Việt. Những vị trí tiếp theo lần lượt là Amber, Tạ Na, Chu Châu, Lưu Tích Quân, cùng Lâm Na, Lưu Nhã Sắc, Tăng Khả Ni. Ở một diễn biến khác, trong tập phát sóng mới nhất, ban tổ chức cũng đã hé lộ tiết mục ở vòng công diễn thứ 5. Theo đó, Amber và Chipu chính thức diễn chung một ca khúc. Tuy nhiên, hội đẩy thuyền Chiber lại không hào hứng cho lắm. Theo đó, từ khi đạp gió 2023 mới lên sóng, khán giả đã rất muốn Chipu và Amber chung đội ít nhất là một lần. Ngay chính hai người cũng không giấu mong muốn ấy, dù Amber đã từng mời Chipu về đội của mình nhưng vì nhiều lý do mà cứ phải hát bài duyên mình lỡ. Bất ngờ thay, cơ hội để hai nghệ sĩ thể hiện chung một bài hát lại ập tới, nhưng éo le thay không phải Chipu và Amber chung một chiến tuyến mà lại ở thế đối đầu cùng một bài hát nhưng với phiên bản khác nhau để khán giả chọn ra thí sinh trình diễn ấn tượng hơn. Vòng công diễn 5 của đạp gió 2023 có tới 3 vòng thi đấu gay cấn, trong đó có màn đối đầu 1-1 và các đội sẽ cử ra một người đại diện để tranh tài. Nếu như Amber tự đề cử chính mình thì Ella lại gọi tên Chipu ra đối đầu với Amber. Trước quyết định của Ella, Chipu tỏ ra bối rối còn Amber cũng không vui chút nào khi Ella khẳng định hai người cuối cùng đã có dịp hợp tác thì Amber ra sức phản đối rằng đây không phải là hợp tác. Amber thừa nhận cô đã rất muốn có cơ hội đứng chung sân khấu với Chipu nhưng không ngờ lại gặp nhau ở hoàn cảnh đối đầu trực tiếp như thế này. Cả hai sẽ cùng thể hiện ca khúc Lonely Dance được phối theo hai phong cách khác biệt và chính Chipu và Amber cũng quyết định thử thách bản thân ở thể loại chưa từng trình diễn lần nào trong các tập đạp gió 2023 trước đây. Chipu sẽ chọn style mạnh mẽ, cá tính thay vì hình ảnh đáng yêu ngọt ngào, còn Amber lại chuyển sang phong cách cuốn hút có phần nữ tính. Cả hai người chắc chắn sẽ phải quyết đấu hết sức bởi số phiếu họ giành được sẽ cộng vào tổng phiếu bầu của cả nhóm. Mà ở công diễn năm nay, đội nào có điểm số cao hơn sẽ có lợi thế trên hành trình đi đến chung kết. Thế nên hội đẩy thuyền Chipu Amber đành than trời, tưởng có duyên phận, ai ngờ lại hóa nghiệt duyên.